Rồi dính rồi đó. Đúng rồi đó. Rồi vô. Quá trời à. Chắc luôn. Cái tự nha vậy. Vô. Vô. Vậy thì sao mà. Đục cái thạch còn nhóc kìa. Đừng nói ra nha. Còn. Đứng ra quế lắm à. Con ngọt nhiệt. Nó dính ở ngoài luôn kìa. Ờ nó dính ở ngoài luôn kìa. Cái này 3 kg. Má con nhỏ này 3 kg mấy hết trơn rồi đó. Nhỏ này nó sống dài à. Có lâu không? Không. Lấy cái vợ kia bỏ vô thùng nó rộng vậy nè. Ừ. Con này bự hơn hả con? Cái vợ coi. Trứng gì vậy? Bẻ nó luôn vô. Ta thì bẻ không nổi. Bẻ ảnh đó. Anh bỏ trong đó nó ra hay gì nữa. Nhất. Để vũ cái chạy bờ liền mấy cái sạch xuống nhật. Trời ơi. Thôi luôn, thôi luôn. Mấy thằng kinh dữ vậy. Lâu quá, tại lâu rồi phải có sình chứ. Phải không? Ừ. Các bạn đã chạy về dục cho bắt nó lên. Kìa nhóc kìa mới tới. Qua đây nè, qua đây nè. Gom gì bên đây đi. Giờ đa số người ta nuôi kiểu này. Ừ. Kêu nhớ kẻ. Đó đồ. Quá dữ. Con gần có ký rồi đó. Không tới nè. Không con cao, không cho là con nửa ký rồi đó không. Rồi ở bên chỗ sữa cỡ thì chỗ mặt phi kìa. Ừ. Quá tài. Trời ơi. Ham à. Nó nhỏ vậy. Bự kìa. Bán bây giờ con cái tiền bánh không? Nhiều ký. 35 ngàn một ký. Hay mua không? Mắc luôn nè. Có này vớt rồi. Nè đỡ vợ coi nè. Mua không? Ai mua 35 ngàn. Rồi được rồi. Nè bắt con gà nè. Mấy con nhỏ bỏ xuống đây. Rồi mua ra được rồi. Bắt con nhỏ thấy ra đây. Luôn cái mày. Luôn cái mày. Tôi hỏi mày bán cái gì vậy? Chết nhỏ này nha. Nhiêu đây cỡ 4-5 kg không? Không nặng hơn rồi. Quá tài. Cái rô giờ không phải như cái rô xưa ha. Cái rô xưa, cái rô. Cái rô này có, nó phải là cái rô đồng đâu mà nó giống. Cái này đầu nhím rồi. Còn giờ đầu vuông á, bây giờ đầu vuông mới bự, bự. Hả? Đầu vuông mới bự. Mà đầu vuông giờ ta chế bự. Trời chơi, bự quá hả? Cái này già già tháng rồi nè, tại bị thiếu ăn. Thiếu ăn bị già tháng, cái già tháng. Cho cho hát bột hết trơn đi. Cho mẹ cơm, cơm. Vui mẹ hơn hồi đó 2-3 con gì đó, cho cơm mày. Em hả? Rồi với cơm gì số. Ăn chứ. Cái đầu sao chặt gì đâu mà xác chứ trời, hết thịt luôn rồi.
nè, ráp lại nè nó. Hết thịt luôn. Cái giò này nấu đổ mắm thôi rồi. Này người khứa xong mình về rồi. Nhiều mà. Nấm rửa chưa? Thơm quá thơm à. Cốt mắm không cần gỗ mà không có xương, đảm bảo luôn. Mắm nhiều vậy mới ngon. Trời ơi, quên anh Sáu, anh không ăn mắm. Này phải ngồi cho bỏ ớt nhiều vô. Cỡ hơn chục cái ớt gì đó. Ớt nhiều mới ngon. Bây giờ lượt mắm mà bằng gỗ là xưa rồi. Lượt bằng gỗ nữa. Thịt quá, thơm lắm. Thơm đậm đà hơn nãy nè. Có mắm nhiều mới ngon chứ. Quá tay của mọi tư nhúng vô mà làm sao. Chắc thêm nước quá vậy tư. Thêm rồi. Nãy thêm hồi hồi còn ký nấm mà bỏ vô nó ra nước nhóc nữa, nó ngốc ra luôn á. Tới mắm rồi. Lấy xương lại thôi khô. Làm gì để nó giữ khô. Cho dạo dạo lên coi cho thấy thấy nó ngon không? Ồ, cái này mới đá nè. Bưng Minh này mới nồi trả luôn đi rồi xớt ra. Bưng ơi, em đem một vịt thú. Quá trời ngon, một cái lẩu mắm này. Cái đường này nhát không? Đã. Này phải ớt nhiều vô mới ngon nha. Rồi lấy cả cảm giá lên. Quá trời ngon. Sao ăn bỏ cái này? Ôi, ăn dặn quá. Ăn muối ớt không vậy? Giá kìa. Chữ giá đâu nhỉ? Cái clip kia anh coi chưa? Chưa. Chưa, em có gỡ qua đâu coi. Không đăng ký kênh rồi mà. Bóc cái đầu ra trước đi. Gì phải là chín anh mà. Chín rồi. Cái bự rồi nha. Ủa, bự đâu bự, chín rồi. Quá ngồi. Ồ cái đầu đó nghe. Mày vừa đó, vừa vừa thôi mày còn. Khứa nữa đi. Đây, đây mày ăn liền. Ba khứa luôn. Đó rồi. Hai. Ba, tiền, tiền tiền tươi hả? Tươi. Tiền tươi nha anh Sáu. Tiền tươi. Rồi, tiền tươi, tiền tươi. Quay lên. Bắt lên nhí, bắt lên. Sao? Đi hết đi. Ta, đối diện ha. Rồi, rồi, dẫn mấy mày xuống. Chú chú lại cho bà bỏ cho miếng. Để đói ha. Để đi. Quá trời, cái lẩu mắm. Cái này mẹ con không? Ừ, nước đã à, đâu không? Mấy để đâu bạn ở đây nha. Ừ, không? Các bạn nha. Hẹp rồi đưa. Hẹp quá rồi, làm thẳng trên. Đồ đầu không vậy. Chút nữa. Điểm người ăn luôn chị. Kiếm gì chiếm mấy. Ghé lại một gạch, lấy một gạch. Lấy. Từ từ chín rồi cho ăn. À, miếng gạch với giò. Cái gạch đem cái vỏ kìa. Cái trắng cái vỏ đá cái trời. Tao để cái gạch tao đụ nguyên cái rốt mình chết hết. Không có thằng nào. Còn chỗ nào đó mình ngồi cho. Vỏ đầu đâu nghe. 8 9 10 người.